Và đây là phần giải thích. Tất cả những gì chúng ta cần chuẩn bị là một bộ bài bình thường và một cái kéo. Và chúng ta có thể lựa ra một tứ quý bất kỳ, không nhất thiết là tứ quý ách. Và một lá bình thường. Và một lá bài để chúng ta có thể cắt. Ở lá bài này, chúng ta sẽ cắt một đường rất nhỏ ở cạnh này. Như các bạn thấy, tôi cắt rất là nhỏ. Mục đích của chúng ta chỉ là nhằm bóc ngắn cái khoảng cách, bóc ngắn cái kích thước của lá bài này cho nhỏ hơn những lá bài khác trong bộ bài. Ở phần chuẩn bị, chúng ta xếp cái lá chúng ta đã cắt là lá Joker đen ở dưới cùng. Tiếp đến là lá bình thường. Sau đó là tứ quý. Và đó là xong phần chuẩn bị. Vì đây là một bài diễn dài, tổng hợp nhiều kỹ thuật khác nhau nên tôi sẽ làm chậm trước. Rồi sau đó tôi sẽ hướng dẫn phần kỹ thuật. Và đây là thao tác chậm. Ở lần biến mất con ách thứ nhất, tôi sẽ kéo bài xuống như thế này. Đó. Nhưng kết hợp với góc nhìn của khán giả, tôi lấy tay này che, thì con ách sẽ trông như được biến mất. Và tôi xin lặp lại. Và ở lần biến mất con ách thứ hai, tôi sẽ cho khán giả xem ba con ách. Khi khán giả đang còn xem ở đây, thì tay này của tôi sẽ thảy một lá bài sang một bên đánh dấu bài. Sau đó tôi xếp ba lá này lại. Như vậy. Và lúc này, tay tôi đang cầm là ba lá ách và một lá con bốn lúc nãy. Và tôi đếm 1, 2, 3. Tôi đặt hai con ách xuống bàn. Và tôi đang cầm hai lá bài con ách và con bốn. Sau đó tôi sẽ ném con ách lộn ngược 180 độ xuống. Và với thao tác nhanh, trông giống như tôi vừa làm con ách biến mất. Và tôi nhét con bốn này vào giữa. Đến đây thì một con ách của chúng ta nằm đây và một con ách nằm dưới cùng. Trong lòng biến mất con ách thứ ba, tôi xếp nó lên đầu. Và tôi kéo lá thứ hai che đi. Và bây giờ chúng ta có một con ách ở trên đầu, một con ách thứ hai và một con ách ở dưới cùng. Ở lần biến mất con ách thứ tư, tôi sẽ kéo con ách ở dưới cùng. Đó. Cho nó nằm ở vị trí như thế này. Tay này của tôi che đi. Và tôi bẫy nó lên. Dưới góc nhìn của khán giả thì trông như thế này. Và như vậy, bây giờ các con ách nằm xen kẽ sắp ngửa với nhau. Và dưới là con Joker ta đã cắt. Tiếp đến, tôi sẽ xào bài. Và đây là động tác xào bài giả. Thực sự, tôi không đảo lộn các vị trí xào bài. Các bạn thấy nhé. Tiếp đến,
Nhờ con Joker tôi đánh dấu thì tôi có thể lấy ra 4 con ếch một cách dễ dàng. Và đây là kỹ thuật dùng để làm biến mất con ếch lần thứ nhất. Giờ tôi sẽ hướng dẫn chi tiết. Bước đầu tiên, các bạn cầm bộ bài ở vị trí như thế này. Ba ngón tay ở đây, ngón cái ở đây, ngón trỏ móc chéo từ góc này đến góc kia của bộ bài. Và phần này chúng ta để trống để có thể thao tác với bộ bài. Tiếp đến, di chuyển ngón trỏ vào phía sau của bộ bài. Ấn bộ bài cong lại là chúng ta có thể tách lá đầu tiên ra. Tách ra. Sau đó chúng ta dùng ngón út kéo con ếch này xuống dưới cùng của bộ bài. Và trong quá trình kéo, các bạn thấy hai ngón này sẽ thả lỏng, ngón này, ngón trỏ và ngón út, ngón cái có nhiệm vụ là giữ lấy bộ bài. Sau khi đã kéo xuống dưới cùng thì ba ngón này trở lại vị trí. Và kết hợp với động tác tay che, khi chúng ta vừa kéo bài xuống thì tay của chúng ta sẽ che theo. Và với góc nhìn của khán giả thì mọi việc sẽ diễn ra như thế này. Và đó là kỹ thuật dùng để biến mất con ếch lần thứ nhất. Và tiếp theo sẽ là kỹ thuật biến mất con ếch lần thứ hai. Lần thứ hai tôi sẽ đếm ra 3 lá bài, di chuyển ra xa bộ bài và đánh lạc hướng khán giả. Trong khi khán giả đang vẫn nhìn đây, tay này tôi đẩy qua, đánh dấu lại một lá, xếp 3 con ếch này và đồng thời tôi cũng dùng ngón út đánh dấu. Như vậy tổng cộng bây giờ tôi đang cầm 4 lá bài, 3 con ếch và 1 con bướm. Tay của tôi cũng giữ nguyên cái phần đánh dấu này. Và tôi cầm 4 lá. Và tôi đếm ra. Tôi sẽ không đếm 2 lá đầu cho ngang bằng với bộ bài. Như thế này, tôi sẽ đếm và sắp xếp các lá bài cao hơn một tí. Như thế này. Đây. Và lá thứ 3 tôi mới xếp bằng với bộ bài, để tôi có thể tiện di chuyển 2 lá này và để trên bàn. Còn lá thứ 3, tôi có thể kẹp với một lá nữa, như các bạn thấy ở đây. Giờ tôi cầm bài, tôi cầm 2 lá này bằng 3 ngón. Giờ tôi chỉ cầm cạnh ngoài lá bài, tôi không cầm quá sâu. Tôi chỉ cầm mớm bằng 3 ngón tay này thôi. Và các bạn thấy là tôi chỉ cần cầm nhẹ thì các lá bài có thể phe phẩy như thế này. Mục đích của chúng ta là để khi lá bài vừa rời khỏi tay, làm xoay 180 độ. Đó. Và tạo ra ảo giác con ếch thứ hai cũng biến mất thay vào một quân bài khác.
Sau đó chúng ta sẽ bỏ lá ngay vào giữa bộ bài. Và đó là kỹ thuật thứ hai, chúng ta làm mất con ếch. Và kỹ thuật thứ ba, để làm mất con ếch, tôi sẽ dùng phần xương đầu hàng của các ngón tay đẩy con ếch này lên và dùng mu bàn tay để hít lấy phần lá bài dư ở dưới, đẩy lên, hít lấy. Đó, lấy như thế này thì chúng ta có thể đưa tay dễ dàng kéo ra và che lại. Đó. Như vậy. Nếu như các bạn làm cẩn thận và kín đáo thì các bạn sẽ tạo được ảo giác con ếch thứ ba biến mất. Thứ tư, tôi làm biến mất con ếch. Tôi sẽ giữ bài ở vị trí này, di chuyển ngón trỏ xuống sau lưng bộ bài, tay còn lại giữ lấy hai cạnh nhỏ của bộ bài. Để tôi có thể dùng ngón trỏ để lá này xuống và tôi dẫy nó lên. Sau đó chuyền nó qua và kẹp lại để ở vị trí này. Và dùng tay đóng nó lại như đóng cuốn sách. Tôi sẽ lặp lại. Với góc nhìn của khán giả thì mọi việc nó xảy ra như thế này đấy. Như các bạn theo dõi, sau khi tôi làm biến mất 4 con ếch thì 4 con ếch sẽ ở vị trí sắp ngửa xen kẽ nhau. Và tôi dùng động tác xào bài giả. Thì 4 con ếch vẫn ở trên đầu. Động tác này làm như thế nào? Động tác thứ nhất, các bạn để bài nằm ngang, không để bài dọc như thế này, mà để bài nằm ngang. Và hầu hết chúng ta chỉ sử dụng 3 ngón tay này thôi, ngón trỏ, ngón cái và ngón giữa, cả hai tay. Đầu tiên, chúng ta nắm lấy phần bài ở dưới, tay còn lại. Chúng ta tách một nửa bộ bài ở đây. Tiếp theo, ta nắm lấy phần bài, rồi tách, kéo ở dưới ra, đặt lên trên, rồi kéo, đặt lên trên. Làm tiếp thao tác như vậy, kéo, đặt, kéo, đặt. Nếu thực hiện đúng thao tác như thế thì 4 con ếch của bạn sẽ lên đầu. Tôi sẽ thực hiện thao tác một lần nữa. Và ở phần cuối cùng, khi chúng ta làm xuất hiện 4 con ếch, các bạn hãy để ý là nếu như chúng ta không có con Joker đã cắt sẵn này, chúng ta sẽ gặp rắc rối như sau. Sau khi chúng ta xếp 4 con ếch này rồi thì chúng ta khó lòng mà dỡ nhanh 4 con ếch cùng một lúc được. Chúng ta phải dỡ từng cái 1, 2, 3, 4. Rồi chúng ta thảy qua bên và thực hiện thao tác này. Và như vậy sẽ rất là lâu. Dỡ từng lá một rất lâu và khán giả có thể phát hiện ra đó. Như vậy, chúng ta sẽ khắc phục bằng cách là dùng con Joker đã cắt sẵn. Bởi vì nó đã cắt sẵn, cho nên khi tẻ bộ bài, các bạn có nghe tiếng động không ạ? À? Nó bất ngờ tạch một tiếng.
Khi vừa nghe xong một tiếng là tôi biết trúng ngay vị trí con Joker. Như vậy lá bài này đánh dấu. Và kết hợp với bốn con ách, tôi sẽ để ở đây. Con Joker ở đây. Như vậy khi tôi tẻ bài, tôi nghe tiếng tạch một cái là tôi biết vừa chạm phải bốn con ách. Và tôi chỉ việc nhấc nó ra. Như vậy tôi không nhất thiết nhấc từng lá một. Sau khi nhấc bốn con ách xong, tôi nhấc tiếp hai lá một. Hai lá truyền qua hai tay, dùng ngón cái và ngón trỏ chạm vào một góc ở trên lá bài, dùng ngón giữa đẩy lá bài ra. Sau đó, tôi để ngón giữa vào vị trí. Rồi gấp các lá bài lại. Rồi dùng ngón út, ngón áp út nè, và ngón cái để cầm lấy hai lá bài. Để ngón giữa và ngón trỏ tự do để tôi có thể kẹp lấy chúng và đưa ra cho khán giả xem.